mặc áo không có mặc quần, đâm nát cái mình thôi. À, nghĩa là cái ông kia, người tình kia vừa đi ra là ông này bay vô, bay đâm vô luôn liền, là nó canh rồi, nó thấy thằng kia vô, nó đỡ thằng kia vô là nó bay vô, nó đỡ thằng kia ra, nó bay vô, nó cuốn đó. À, chứ đâu có lột da, chờ gì đập đầu gì đâu, cắt cổ gì đâu, là hai cái dai bị nè, bầm nè. À, vậy là ông kia vừa ra, cái bà này vừa ra chưa kịp mặc thì là ông kia đẩy vô giết. Đẩy vô luôn. Vậy mà mấy cái người kia nói là giết cái kia lột da đầu. Cắt cổ vậy đó, đâm đâm nát cái ngực thôi. Không không, ngày đó chết lúc là 3 giờ mà 5 giờ là bà. Chứ bà kế tôi phải đi qua bà nói cho nhỏ này xong đóng tiền điện, người ta cắt điện. Là bữa đó trời mưa tầm tã bữa hôm sau. Bà đi qua là 2 giờ, 2 giờ đó. Bà nói là đẩy vô kia. Nghe nói công an chất vấn lời khai bà đó, bà sợ luôn. Bà vẫn ngu quá chứ, mình không có là mình không có sợ, thì tôi ở hàng xóm tôi thấy sao tôi nói vậy. Ý là bà nói là bà phát hiện đầu tiên là mình nghi bà, tôi sợ mình nghi bà. Mình không giết là sao được. Ủa chị, cái thằng người tình Tông đi ra, vừa ra khỏi là ông này vô luôn à? Bay vô là... luôn, bay vô luôn. Chắc vậy ông người tình đó biết người này chứ. Bị đã nói vừa chạy ra thì ông chạy ra thì ông này chạy vô thì nó đậu thằng này khúc chứ. Chứ đâu phải là chạy đâu cũng mặt gì đâu. Thì vừa giờ chạy quẹo đây thì ông này cũng căm sẵn tâm vô. Thì ông này cũng chạy mất tiêu rồi. Ông này đi khuất thì ông này mới vô. Dạ thì vừa bay đây. Nên chị đó chưa kịp mặc đồ đúng không? Mặc áo rồi chưa mặc quần. Đụng chiếc răng rồi đâu có, đâm vô liền luôn. Đâm rồi nó còn đeo đồ, tao tay vô nó còn lao máu rồi. Mà đâm ngay tim thì máu nó cứ chảy ra hoài đó. Vậy mà mấy tin tức nói là lột da đầu, cắt cổ thế kia. Mấy giật tút nó em nói là kêu con lai. Em mới nói là sao người nào mà tàn nhẫn như thế. Đâm vô ngực bằng kéo chứ phải đâm da. Đâm bấy nhầy cái ngực đó sao? Là đâm bấy nhầy cái ngực. Đâm bấy nhầy cái ngực là hai cái vai nhỏ bị bầm. Vai bị bầm là chắc khi bị xô nhỉ. Nhiều khi nó thấy tôi đâm nó sợ một tiếng nữa ta giảm bớt cái dạng cơm nước rồi nó làm dựng mau mà làm 20 phút xong mà xong. Thì có cái vụ trên kia dựng cả 3 tiếng đồng hồ. Tùy theo, mà cái vụ này đơn giản, nó vô thì thằng này đâm vô rồi đâm dày rồi quay rồi lên 60 giây chút xíu cái máy. Dạ lên báo thanh niên lên 60 giây rồi. Đúng rồi, để biết ra phá rồi vụ án rồi. Để bà con bớt hoang mang. Công an tin đã bắt được, đưa ra ánh sáng vụ án đó. Với lại để bà con đỡ hoang mang đó. Ngày đầu tiên nó đâu cho quay đâu, em lại em quay nó lấy điện thoại em mới xuống. Lúc rồi người ta cũng lại coi chứ. Là 11 giờ chở xác đi là em lại hồi 10 rưỡi. Ở thấy nó đâu cho mình lại đâu, bắt đứng lên đường này mà con đi đứng đối diện nhìn luôn. Xe hai chiếc xe cứu thương, chiếc xe chở xác với xe công an rồi quá trời. Đâu cho lại đứng đó đâu, đứng ở đây coi hết là đâu cho qua đường coi. Họ sợ mình quay cái xác á chị nhỉ? Sợ quay làm cái tủ bằng cái tấm bạc, tủ tấm bạc mà của mấy người khám nghiệm tử thi màu xanh đó. Máu không, thấy máu không. Vậy là bị đâm ở ngực, đâu bị đâm ở đầu, cắt cái đầu đó. Không có cắt đầu vậy đó, đâm vô ngực thôi. Cắt chân, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, ở ngoài kêu tên Ngâm, đến khi nó kêu tên Tim về đủ tên. Tên Tim, tên Ngâm, tên Thúy cũng nói luôn. Mình nó không chơi với ai, không có qua lại với ai, chỉ có qua lại với bà đó là sáng nó quét sân, bà quét sân hai nhà, dính lẹo vậy nè. Thì lâu lâu mới nói chuyện. Nói chuyện. Ừ, 5 giờ mấy là bà tiện ra đó, bà thấy sao mà giờ này mà không có mở đèn lên, bà mới nói sao mày cái tiền điện không có bao nhiêu hết nè. Nhà đèn lại cúp điện, bà còn nói không, nhà đèn là đừng có cúp điện, để có bao nhiêu đâu để đóng. Xong bà mới vô, bà kêu nó là sao không đóng tiền điện, thì bà thấy máu rồi bắt đầu bà mới la lên, bà mới kêu thì sớm rồi bắt đầu người ta mới kêu công an rồi. Nhưng mà đem về tới Sóc Trăng là chỉ xin. Tại lâu quá rồi. Không có lâu, chở trong đêm đó luôn, sáng mai là về tới nhà. Khám nghiệm tử thi rồi chở xác là đúng 11 giờ, 11 giờ đem vô nhà xác rồi nhà nó lên là đi báo cho nhà nó hồi 9 giờ là nhà nó lên đây là sáng là chở xác về. Cái này cũng không có chích thuốc gì, tại nghĩ đem về chôn liền nên nhà nó đem về dưới là cũng đem liền chôn liền chứ không có dám để tại nó bị sình rồi.
thiêu thiêu đó thiêu 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 đi liệm xong rồi thiêu bỏ coi, có coi là nhà nhà kia quay là thiêu. Con nhỏ này có hai chồng hai đứa con rồi. Đứa con nó có cháu ngoại 37 tuổi là nó đã có cháu ngoại rồi, giờ nó 40 rồi, cháu ngoại nó 3 tuổi rồi. Có thằng trai 17 tuổi. 40 cho năm 21 thì chắc đi về có coi gì đây. Ở giờ em đọc xong cái vụ mà nói cắt cổ lột đó em sợ. Thằng này ở giờ đọc. Nghe nói hung thủ có mới có 29 tuổi à? Nghĩa là không phải thằng nãy ông đưa, thằng nãy ông đưa ba mấy tuổi. Mấy 40 rồi mà. Hồi nãy chú này chú bảo vệ nói 29 tuổi nữa. Chắc chú đánh đoán vậy. Mấy ông công an nói là chính xác, tại vì mấy ông công an là quen. Nói chung là khi nào nó lên tin tức 60 giây là mình biết chính xác luôn. Đầu mới đầu nói là Nguyễn Thị Thi nữa kìa. Mới đầu nói nhỏ đó là Nguyễn Thị Thi. Giờ đúng là Trần Thị Thanh Xí quê Sóc Trăng. Hồi đó nói Nguyễn Thị Thi ở Bình Phước mà. Cái ngày đầu tiên nói gì đâu. Chắc đâm vào ngực nhiều nhát lắm. Máu mới chạy nhiều vậy. Hồi nãy em ghé ngang thấy còn có máu trong đó. Còn cái bóng đèn dính máu là không biết lý do làm sao. Không, cái đó em nghĩ là không phải máu đâu chị. Là cà phê đèn mờ á, chị đó sơn trước hay gì á. Kiểu bán cà phê đèn mờ á. Sáng quá chị sơn sơn đỏ gì. Tại vì máu mà vô cái bóng đèn của mình nha chị. Hai ngày là nó đen. Mấy lại. Mấy người làm YouTube đó hả? Tìm máu, tìm muối, cầu like, cầu view, nói tào lao vậy đó. Cái nhà ở trong.